Đông Triều là thị xã cửa ngõ phía Tây của tỉnh Quảng Ninh, là điểm nhấn trong hành trình kết nối tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Thời gian qua, Đông Triều đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Có được điều đó, một phần là nhờ sự đóng góp của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh và cả nhà đầu tư nước ngoài. Rất nhiều công trình dự án có tầm vóc trên địa bàn thị xã đã và đang được đầu tư, hoàn thiện và đưa vào sử dụng, tạo nên một diện mạo vóc dáng hiện đại, năng động cho thị xã cửa ngõ phía Tây của tỉnh Quảng Ninh. Thời gian qua, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều phát triển nhanh cả về số lượng và quy mô. Hiện nay, thị xã Đông Triều có trên 700 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực công nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoáng sản, vận tải, xây dựng, với tổng số vốn đăng ký trên 8.000 tỷ đồng. Trong đó, 9 tháng đầu năm 2017, có 161 doanh nghiệp đăng ký mới, đạt 87% so với kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, tăng 80,9% so với cùng kỳ năm 2016, với tổng số vốn đăng ký là 445,6 tỷ đồng. Về cơ bản, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thị xã Đông Triều đã và đang hoạt động ổn định, đạt hiệu quả, tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 30.000 lao động, đóng góp vào ngân sách nhà nước 63,2 tỷ đồng, trở thành động lực chính trong phát triển tổng thể kinh tế xã hội, và đặc biệt là đóng góp vào thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh trên địa bàn thị xã Đông Triều. Trong năm 2017, mặc dù bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã, song cộng đồng các doanh nghiệp thị xã Đông Triều vẫn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc ban hành các cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh và đồng hành cùng các doanh nghiệp. Thị xã Đông Triều đã và đang tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công thị xã và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại của các xã phường nhằm thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, mời gọi và thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời thành lập và công khai đường dây nóng trực tiếp tiếp nhận ý kiến phản ánh, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Từ sự quan tâm đồng hành chia sẻ kịp thời của thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thị xã, các doanh nghiệp trên địa bàn đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực đầu tư mở rộng sản xuất, đảm bảo việc làm cho hơn 10.000 lao động và có đóng góp tích cực vào việc thu ngân sách của địa phương. Năm 2017 là một năm còn ảnh hưởng của nền kinh tế nước nhà. Đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực về khai khoáng của tỉnh Quảng Ninh gặp rất nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp Đông Triều cũng ảnh hưởng. Do vậy, các doanh nghiệp Đông Triều phải tìm cho mình cái hướng đi, cái hướng đầu tư cho phù hợp. Các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực về sản xuất là đầu tư vào công nghệ mới nhất, quản trị thì nhanh gọn nhất, làm ra các sản phẩm mới nhất. Do vậy, cái giá thành, chi phí về sản xuất nó thấp. Mặt khác, các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực về thương mại đã giới thiệu các cái mặt hàng truyền thống của địa phương, cung cấp cho thị trường trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu. Tôi cho rằng cái hướng đi đó hoàn toàn đúng đắn và phù hợp. Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thì chính quyền của thị xã Đông Triều đã tháo gỡ các cái nút thắt rất kịp thời, tổ chức các cái cuộc hội nghị đối thoại, tháo gỡ ngay trên hội nghị. Đó là một cái cách làm mới, đã rút ngắn được cái thủ tục hành chính về thời gian. Đây là một khâu hết sức quan trọng, đã giúp cho các doanh nghiệp là dành cái thời gian nhiều hơn cho cái việc sản xuất kinh doanh của mình và tạo một cái động lực về tinh thần thoải mái cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư về Đông Triều. Trên tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng các doanh nghiệp Đông Triều sẽ vững vàng
phát triển bền vững trong cái thời kỳ xu thế hội nhập. Hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp thị xã Đông Triều có trên 90 doanh nghiệp tham gia. Qua 9 năm thành lập, Hiệp hội Doanh nghiệp thị xã Đông Triều đã thực sự trở thành nơi tập hợp của doanh nhân, mái nhà chung của doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Đồng hành với sự phát triển của địa phương, trong năm 2017, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được Hiệp hội Doanh nghiệp thị xã Đông Triều tổ chức, tiêu biểu là các hoạt động an sinh xã hội thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều. Xác định tham gia công tác an sinh xã hội cũng là góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Mỗi một doanh nghiệp trong Hiệp hội Doanh nghiệp thị xã Đông Triều lại có phương thức, cách làm khác nhau để sẻ chia khó khăn, chung sức vì cộng đồng, như tặng quà người nghèo, gia đình chính sách, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, học sinh nghèo vượt khó, chung tay xây dựng nông thôn mới, góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng ở các địa phương. Mục tiêu của thị xã Đông Triều đến năm 2020 là trở thành đô thị hiện đại, là cửa ngõ kết nối tỉnh Quảng Ninh với thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng duyên hải Bắc Bộ, là một trong những trung tâm văn hóa tâm linh, công nghiệp khai khoáng sản xuất điện năng, vật liệu xây dựng và là khu vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Quảng Ninh, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và quốc gia. Bằng khát vọng và sự vào cuộc mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã, đặc biệt là sự đóng góp tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Đông Triều chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu trở thành đô thị loại 3 vào năm 2020.